Hằng và Hoàng Hiếu rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình mua sắm qua truyền hình IZ Shop. Quý vị thân mến, ngày nay thì theo công nghệ ngày càng phát triển thì càng cho ra đời nhiều sản phẩm có thể giúp chị em phụ nữ, là những người vợ, những người mẹ có thể chăm lo thật là hoàn hảo cho những thành viên trong gia đình. Và với tiêu chí đó, ngày hôm nay thì trên IZ Shop xin được đem đến cho quý vị một sản phẩm rất là tiện ích, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm chi phí và một giá thành vô cùng hợp lý. Đó chính là bếp điện Queen House, được sản xuất ngay tại Việt Nam theo công nghệ của Nhật Bản. An toàn, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện năng và đặc biệt là tiết kiệm thời gian là những tiêu chí vô cùng quan trọng mà chúng tôi mang đến quý vị với chiếc bếp điện Quang Queen House. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì trên IZ Shop, bếp điện Quang Queen House được giới thiệu với mức giá cực kỳ ưu đãi 990.000 đồng. Thế nhưng trong chương trình đặc biệt này sẽ được giảm trực tiếp 300.000 đồng và mức giá chỉ còn là 690.000 đồng mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được sở hữu thêm một chiếc vỉ nướng bằng inox rất là tiện lợi. Vì thế ngay bây giờ quý vị hãy thật nhanh chóng đưa ra quyết định để đem về chiếc bếp điện Quang Queen House. Quý vị thân mến, mức giá hấp dẫn này chỉ áp dụng trong một tuần phát sóng mà thôi. Vì vậy hãy nhanh tay lên, đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Và số điện thoại của chúng tôi 0839109898. Một cách khác chúng ta thấy chưa đặt hàng đó chính là truy cập website azshop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị trong thời gian sớm nhất. Bếp điện Quang Queen House sử dụng công nghệ sợi đốt bằng dây carbon, siêu bền, tăng tuổi thọ của sản phẩm. Nấu được tất cả các loại nồi, nồi thủy tinh, nồi gang, gốm. Đa chức năng, nấu canh, nấu súp, nướng. Giá ưu đãi trên IZ Shop 990.000 đồng, giảm trực tiếp 300.000 đồng, giá chỉ còn 690.000 đồng. Quà tặng cực sốc, một vỉ nướng inox cao cấp vô cùng tiện dụng, ưu đãi chỉ áp dụng trong một tuần phát sóng. Hãy nhanh tay, đừng bỏ lỡ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm chính của chúng ta, đó chính là bếp điện Quang Queen House. Đầu tiên thì là Kim Hằng á, Kim Hằng chắc chắn khi mà lựa chọn một chiếc bếp điện trong nhà thì sẽ quan tâm rất là nhiều đến kiểu dáng và ngoại hình của chiếc bếp, đúng không nào? Kim Hằng thì rất là quan tâm đến kiểu dáng nha. Vì thế là khi mà Kim Hằng lựa chọn một sản phẩm thì nó phải phù hợp với không gian nhà của chúng ta. Và ngày hôm nay với sản phẩm là bếp điện Quang đến từ Queen House thì Kim Hằng thấy nó rất là phù hợp. Đầu tiên thì nó rất là nhỏ gọn nè, không quá lớn cũng không quá bé, và với một màu đen sang trọng. Màu đen sang trọng này thì chúng ta thấy rất là trung tính, ở trong gian bếp nào cũng có thể dễ dàng đặt để. Và phía bên trên là những cái bông hoa màu trắng nhẹ nhẹ điểm xuyến lên như là một điểm nhấn giúp cho chiếc bếp của chúng ta thêm phần sang trọng khi mà chúng ta có khách đến nhà và chúng ta đón tiếp, đúng không? Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần là phần thân của bếp. Với phần thân bếp được làm bằng nhựa BB. Với nhựa BB này chị Kim Hằng rất là thích, bởi vì nó có tính năng là chống cháy cũng như là chịu nhiệt rất là cao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến cái phần ở phía trên, đó chính là cái phần kính cường lực. Với phần mặt kính cường lực này thì được sản xuất theo công nghệ là nano, với phần đá ceramic được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, cho nên là chúng ta sẽ càng an tâm hơn về chất lượng. Như vậy thì Hoàng Hiếu có thể thấy được rằng một chiếc bếp được sản xuất tại Việt Nam thì giá thành hợp lý nè, rồi được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Và một trong những nước đi đầu về ứng dụng cho sản xuất những cái loại đồ tiêu dùng rất là nổi tiếng. Và bên cạnh đó thì cái mặt kính của chúng ta là mặt kính được làm bằng sợi gốm ceramic được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, quá là an toàn, quá là chất lượng thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái thử nghiệm để kiểm tra chất lượng của mặt kính ceramic nha. Khi mà đối bên trong quá trình nấu nướng ở nhà hàng ngày thì chắc chắn chúng ta sẽ không tránh những cái thao tác là vô tình làm rơi những cái chiếc vá hoặc là con dao lên trên mặt kính và xem khả năng chịu lực của chiếc kính là như thế nào. Quả thật là khi mà nấu ăn thì thường Kim Hằng cũng hay bị rơi rớt những cái vật dụng trong nhà bếp á, và rất là sợ không biết là cái mặt kính có bị ảnh hưởng hay không. Ngày hôm nay thì Kim Hằng sẽ thử nha. Rồi. Wow. Một cái lực cũng khá là lớn Kim Hằng à. Và bây giờ Kim Hằng muốn thử thêm một lần nữa. Cao hơn. Rồi, chiếc bếp của chúng ta thì không hề hấn gì. Bây giờ Kim Hằng sẽ lau sơ và để xem cái mặt kính của chúng ta như thế nào nha. Như Hoàng Hiếu quan sát thấy không, Kim Hằng đã làm rơi chiếc vá 2 lần, và 2 lần với 2 độ cao hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên cái mặt kính vẫn không hề hấn gì. Quả thật với mặt kính bằng ceramic được nhập khẩu từ Đức thì chúng ta thấy được cái sự chất lượng của nó. Và một điều nữa Hoàng Hiếu xin được chia sẻ, đó chính là với mặt bếp được làm bằng chất liệu là gốm ceramic thì có khả năng đó chính là chịu được nhiệt độ tối đa lên đến 800 độ C. Và đặc biệt là ở cái vòng sinh nhiệt này thì nhanh chóng chúng ta sẽ có thể đạt được cái mức nhiệt độ là 600 độ C sau vài giây khởi động mà thôi. Và bây giờ thì để chứng minh cho những điều mà Hoàng Hiếu vừa nói, chúng ta sẽ cùng nhau đến một thí nghiệm nha. Ở đây thì ông Hiếu sẽ bật nút on off. Này. Và sau đó một cái dụng cụ đó chính là súng bắn nhiệt để tác động một cái tác động vào trong chiếc bếp này và xem khả năng sinh nhiệt của nó. Này.
Quý vị thân mến, như vậy là chỉ trong một thời gian thôi thì chúng ta đã có kết quả rồi. Sau một thời gian chật khởi động vài giây thôi thì chúng ta đã có được cái nấc nhiệt độ là đạt gần 600 độ C. Đúng quá rồi. Là tuyệt vời Kim Hằng ạ. Và sở dĩ mà có khả năng đó chính là nhiệt độ nhanh chóng tăng lên 600 độ C như vậy đó chính là ứng dụng công nghệ đó làm mâm nhiệt có những cái sợi carbon đó Kim Hằng ạ. Và với mâm nhiệt là làm bằng sợi carbon thì sẽ giúp cho nhiệt độ nhanh chóng được tích lên đến 600 độ C. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được điện năng, một cái điều rất là đáng quan tâm của các bà nội trợ. Và Kim Hằng thấy ở cái phần phím chức năng ở bên trên chiếc bếp điện quang của Queen House thì chỉ có 4 phím mà thôi. Và với 4 phím này thì Kim Hằng nhận thấy được là cái sự đơn giản khi mà sử dụng. Đầu tiên, khi mà chúng ta ghim điện xong, chúng ta sẽ bấm vào cái phím on off. Hay còn gọi là tắt mở, ở đây tiện dụng hơn nữa là vừa có tiếng Anh mà vừa có tiếng Việt luôn. Và bây giờ Kim Hằng sẽ thực hiện một cái món mà những cái dịp hội họp gia đình hay là những buổi tiệc gặp gỡ bạn bè thì rất thường hay ăn, đó chính là món nướng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy sử dụng món nướng nào trước vậy Kim Hằng ha? Kim Hằng sẽ mời Hoàng Hiếu chuẩn bị cho Kim Hằng là món nướng barbecue. Còn Hằng sẽ nướng về món mực nha. Và nướng mực này thì Kim Hằng sẽ ứng dụng luôn cái phần quà tặng mà ngày hôm nay, nếu như mà ai mua chiếc bếp này sẽ được tặng đó chính là vỉ nướng inox tiện dụng. Một đây. một cái phần quà tặng cũng rất là liên quan đúng không nào? Chúng ta có thể sử dụng trực tiếp trên bếp điện quang Queen House. Bây giờ Hoàng Hiếu rất là nóng lòng xem là cái khả năng mà nướng mực của bếp Queen House sẽ như thế nào nha. Và bây giờ thì trong khoảng thời gian chờ đợi thì Kim Hằng cảm nhận được là cái sự nóng của chiếc bếp nó tăng lên rất là cao. Nhưng mà Kim Hằng vẫn sẽ chạm tay thử vào xung quanh chiếc bếp để xem là nó có nóng hay không nha. Đó. Một chi tiết rất là an toàn khi mà chúng ta sử dụng bếp điện quang Queen House nha. Nhiệt chỉ sinh ra ở vòng sinh nhiệt mà đúng thôi rồi. Còn phần xung quanh thì có thể hoàn toàn yên tâm, nhiệt độ vẫn giữ nguyên rất bình thường. Và Kim Hằng đang nghe được cái mùi thơm cũng như là khói bốc lên rất là cao, chứng tỏ là mực đang chín dần lên ở trên cái vỉ nướng này. Và như vậy thì chúng ta sẽ không phải mất thời gian mà ngồi bắt cái bếp lên nè, những cái bếp than nè, rất là hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì nó lại ám vào thức ăn, thức ăn lại không có một cái màu sắc đẹp. Rồi bây giờ Kim Hằng sẽ lật trở lại nha. Hoàng Hiếu còn thấy là với một cái khuôn diện tích nó rất là nhỏ nhắn nhưng mà chúng ta có thể là chứa lên đến 3 con mực. Bây giờ là sau một khoảng thời gian thì Kim Hằng thấy là cái phần mực nướng đã chín và rất là thơm. Bây giờ Kim Hằng sẽ lấy ra và mời Hoàng Hiếu nha. Rất là thơm ngon đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một món nướng khác mà Kim Hằng tin chắc rằng các em sẽ rất là yêu thích. Đó chính là xiên que barbecue. Và bây giờ thì Hoàng Hiếu sẽ thực hiện món xiên que để đãi Kim Hằng nha. Rồi và bây giờ thì Hoàng Hiếu sẽ cho những thanh xiên que lên trên trực tiếp bề mặt bếp luôn. Quý vị lưu ý là khi mà chúng ta nướng những cái món như là barbecue mà trực tiếp trên cái bề mặt của kính thì chúng ta hãy vệ sinh thật kỹ mặt kính nha. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cho sự an toàn của các thành viên trong gia đình đúng không? Không nào Kim Hằng? Và ngày hôm nay thông thường một chiếc bếp điện thì với một mức chi phí khá là cao, đó chính là trên 1 triệu đúng đồng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì trên Asus Shop chúng ta sẽ mua với một mức chi phí rất là hấp dẫn, chỉ có chưa đến 1 triệu là 990.000 đồng mà thôi. Nhưng quý vị sẽ còn được tặng thêm rất là nhiều phần quà hấp dẫn. Kim Hằng xin được chia sẻ lại, chúng ta sẽ được nhận ngay một bộ máy vi sinh tố đến từ thương hiệu là Pixin. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được nhận thêm một chiếc vỉ nướng bằng inox rất là tiện dụng. Với hai sản phẩm này thì Kim Hằng xin chắc quý vị sẽ thêm cái phần đa năng tiện dụng và thoải mái hơn khi mà chúng ta nấu nướng, cũng như là thêm được cái nhiều món trái cây và xay được những cái món khô hay là món ướt trong gia đình rất là dễ dàng. Và như vậy thì chúng ta đã có ngay một cái món nướng xiên que nướng trực tiếp trên mặt bếp điện quang Queen House rồi, rất là tuyệt vời đúng không nào? Và như vậy là món thịt barbecue của chúng ta đã hoàn tất rồi. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra khả năng chịu nhiệt cũng như là cái sự sốc nhiệt của mặt kính đến từ chiếc bếp Queen House quý vị nha. Hoàng Hiếu sẽ cho trực tiếp một cái cục đá lên. Mặt kính đang rất là nóng mà Hoàng Hiếu lại cho vào cái phần đá lạnh. Như vậy mặt bếp của chúng ta đã chịu được cái khả năng sốc nhiệt từ nhiệt độ cao qua nhiệt độ thấp. Và khi mà nhận thấy được rằng cái mặt kính của chúng ta không hề có dấu hiệu rạn nứt nào hết. Đúng rồi. Rồi và công việc bây giờ thì chúng ta sẽ lau một lượt qua và kiểm tra xem là chiếc bếp của chúng ta có một cái sự có chịu được cái sự sốc nhiệt hay không nha. Sau khi mà Hoàng Hiếu lau xong thì chúng ta vẫn không hề thấy cái vết nứt hoặc là cái tình trạng là bị vỡ đúng không Hoàng Hiếu? Và bây giờ thì để sạch hơn chúng ta sẽ dùng bùi nhùi để chà. Đây, xin mời Hoàng Hiếu. Hoàng Hiếu đang sử dụng một cái lực tác động rất là mạnh từ miếng bùi nhùi lên trên bề mặt kính ceramic. Nhưng mà khi Hoàng hãy quan sát kỹ nha, sẽ không có một cái sự Hoàng Hiếu không thấy có một cái dấu hiệu nào gọi là chảy xước đến với bề mặt kính của Queen House hết.
Và như vậy thì sau khi mà chùi sơ với bùi nhùi thôi thì mặt kính của chúng ta đã nhanh chóng có thể là được vệ sinh một cách sạch sẽ. Quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay với sự tiện dụng và đa năng của chiếc bếp điện quang đến từ thương hiệu là Queen House thì chúng ta đã có thể là tận dụng được tiết kiệm điện năng nè. Bên cạnh đó thì nấu ăn rất là nhanh chóng và chịu đựng được cái độ sốc nhiệt cao. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến quý vị sản phẩm bếp điện hồng ngoại Queen House được giới thiệu trên đài giá số với mức giá cũ là 990 ngàn đồng. Thế nhưng trong chương trình đặc biệt này sẽ được giảm trực tiếp 300 ngàn đồng và mức giá chỉ còn là 690 ngàn đồng mà thôi. Và kèm thêm một phần quà tặng nữa, đó chính là một cái vỉ nướng inox. Vậy thì quý vị còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay gọi về Asia Shop ngay lúc này đây. 0839109898 chính là số điện thoại của chúng tôi. Hoặc là quý vị có thể truy cập vào website asiashop.net.vn để tìm hiểu thêm thông tin và đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí đến tận tay quý vị. Bếp điện quang Queen House, mặt kính ceramic chịu nhiệt, chịu lực cao, dễ dàng vệ sinh. Nhiệt độ trên 600 độ C, nướng trực tiếp ngay trên bề mặt bếp. Chức năng hẹn giờ, tự ngắt điện, an toàn cho người sử dụng. Giá ưu đãi trên Asia Shop 990 ngàn đồng, giảm trực tiếp 300 ngàn đồng, giá chỉ còn 690 ngàn đồng. Quà tặng cực sốc, một vỉ nướng inox cao cấp vô cùng tiện dụng. Ưu đãi chỉ áp dụng trong một tuần phát sóng, hãy nhanh tay, đừng bỏ lỡ. Quý vị thân mến, và chúng tôi đang cùng giới thiệu quý vị một sản phẩm vô cùng đặc biệt, đó chính là chiếc bếp điện quang Queen House được giới thiệu trên đài giao số với mức giá cực kỳ ưu đãi. Mức giá cũ là 990 ngàn đồng, thế nhưng trong chương trình đặc biệt này sẽ được giảm trực tiếp 300 ngàn đồng và mức giá chỉ còn là 690 ngàn đồng mà thôi. Kim Hằng này, khi mà chúng ta quyết định mua một chiếc bếp, ngoài khả năng là tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian và chịu được một cái nhiệt độ cao thì một cái điều rất là quan tâm của các bạn nội trợ đó chính là khả năng sử dụng trên đa dạng các loại nồi. Với chiếc bếp điện đến từ thương hiệu Queen House, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nha. Với những gia đình mà chúng ta thường hay sử dụng nào là nồi đất nè, rồi nồi thủy tinh, nồi gang hoặc là nồi inox thì khi mua bếp điện Queen House về chúng ta sẽ không cần phải thay đổi tất cả những loại đó đâu, rất là tiết kiệm. Và ngay bây giờ thì như chúng ta đang nhìn thấy thì Hoàng Hiếu đang nấu một cái siêu thuốc, và Kim Hằng thấy ở những gia đình mà chúng ta có những người già thì thỉnh thoảng vẫn thường hay thực hiện những cái siêu thuốc này, nhưng mà phải ngồi canh thời gian, rất là mất thời gian cũng như là tốn kém. Và ngày hôm nay với cái chiếc bếp điện quang đến từ Queen House thì chúng ta chỉ cần bấm cái phím đó chính là hẹn giờ mà thôi thì đã có thể là nấu cái siêu thuốc này trong một khoảng thời gian mà chúng ta mong muốn, bằng cách là lựa chọn từng cái phút có ở phía giữa của chiếc bếp điện này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với siêu thuốc có chất liệu nồi là bằng nồi đất của Hoàng Hiếu nha. Bây giờ kiểm tra xem nha, sau một thời gian đúng rồi. Kim Hằng có thấy gì không ạ? Khói bốc lên cao rồi, và như vậy thì chứng tỏ rằng là cái phần thuốc bên trong đã được đun sôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng siêu thuốc này, rót ra và mời những người thân cần sử dụng. Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong là cái siêu thuốc bằng nồi đất nè. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trên một chiếc nồi gang. Và Kim Hằng đã chuẩn bị sẵn trên đây một con gà hấp muối. Chúng ta hãy chờ để xem là gà hấp muối này có chín trong một thời gian ngắn không nha. Và bây giờ Hiếu đang rất là nóng lòng. Gà hấp muối, một cái món ăn nghe tên thôi cũng là cảm nhận một cái sự rất là hấp dẫn rồi, mà còn nấu trên nồi gang nữa. Và đặc biệt thì với chiếc bếp và đến từ hiệu Queen House thì rất là đa dạng chiếc các loại nồi, có thể nấu trên nồi gang nè, nồi đất nè, nồi thủy tinh. Như chúng ta đã biết thì những chiếc nồi thủy tinh nó cũng khá là kén bếp giống như những chiếc nồi gang. Tuy nhiên ngay ngày hôm nay thì Kim Hằng đang thực hiện một chiếc nồi thủy tinh nấu cái phần nước sôi bên trong để mà chuẩn bị nấu canh, thì nước vẫn sôi ùn ụt mà trong cái khoảng thời gian rất là ngắn. Nước đã sôi thì ngay bây giờ Kim Hằng sẽ cho vào đây cái lượng thịt nha. Đây, Hiếu sẽ giúp Kim Hằng nấu món canh sườn. Chúng ta biết rằng là sườn là một cái loại thực phẩm cũng rất là khó chín, và đặc biệt là nếu mà muốn mà sườn chín mềm á, nấu trên những chiếc bếp thông thường thì chúng ta sẽ mất một cái khoảng thời gian rất là lâu, Kim Hằng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm nghiệm xem là khả năng làm mềm cũng như làm chín sườn trên chiếc bếp điện đến từ thương hiệu Queen House này sẽ như thế nào nha. Quả thật đây là những cái món mà nó là vừa tốt cho sức khỏe nè, vừa thanh mát nè, đúng không Hoàng Hiếu? Mà còn nhiều màu sắc nữa. Rau củ vào rất là bắt mắt. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, bây giờ nồi canh thịt cùng với rau củ đã hoàn thiện rồi. Hoàng Hiếu thấy là chúng ta có một cái dĩa sườn rất là đẹp mắt ở phía trước mặt của Kim Hằng. Kim Hằng đã chuẩn bị sẵn để Hoàng Hiếu thực hiện món nướng này đó. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động nha. Rồi, và bây giờ thì Kim Hằng ơi, Hoàng Hiếu nghĩ là chiếc bếp của chúng ta đã đạt được nhiệt độ mong muốn rồi. Những miếng sườn thơm ngon đang được xếp trực tiếp trên chiếc vỉ nướng. Nhìn rất là hấp dẫn và bắt mắt. Một tiếng xèo rất là bắt tai đúng không?
Và Kim Hằng thấy là trong những cái buổi họp mặt thì cần thiết những cái bếp điện như thế này. Bởi vì khi mà chúng ta nấu những cái bếp ga á, mình sẽ cảm thấy rất là không an tâm, đúng không? Và khi mà chúng ta nấu những cái loại mà bếp nướng á, những cái lò nướng á, thì nhiều lúc sẽ gây khói nè, rồi thức ăn lại bám lên những cái chất độc hại, đúng rồi, không tốt cho sức khỏe. Mà ngày hôm nay cái bếp điện này á, thì khi mà sử dụng thì cũng rất là dễ. Chỉ cần ghim điện vào thôi, có 4 tiếp chức năng và vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh. Cho nên là các chị em phụ nữ ngồi chợ của chúng ta sẽ rất là dễ dàng để mà chúng ta thao tác. Đây, những miếng sườn vàng ươm, thơm ngon, nghi ngút khói, đang sẵn sàng phục vụ. Và như vậy thì chúng ta đã có những miếng sườn thơm ngon vàng vừa chín tới để sẵn sàng phục vụ thực khách rồi. Đây. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến quý vị sản phẩm bếp điện hồng ngoại Queen House được giới thiệu trên đài giá số với mức giá cũ là 990.000 đồng. Thế nhưng trong chương trình đặc biệt này sẽ được giảm trực tiếp 300.000 đồng và mức giá chỉ còn là 690.000 đồng mà thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được sở hữu thêm một chiếc vỉ nướng bằng inox rất là tiện lợi. Vì thế ngay bây giờ quý vị hãy thật nhanh chóng đưa ra quyết định để đem về chiếc bếp điện hoàng Queen House. Và quý vị đừng mến, mức giá ưu đãi và những quà tặng kèm theo này chỉ áp dụng trong một tuần phát sóng mà thôi. Vì vậy đừng chần chờ nữa, hãy nhanh tay nhấc máy gọi về tổng đài của chúng tôi để sở hữu bếp điện hồng ngoại Queen House với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 690.000 đồng. Bếp điện quang Queen House sử dụng công nghệ sợi đốt bằng dây carbon siêu bền, tăng tuổi thọ của sản phẩm, nấu được tất cả các loại nồi, nồi thủy tinh, nồi gang, gốm, đa chức năng nấu canh, nấu súp, nướng. Giá ưu đãi trên Asia Shop 990.000 đồng, giảm trực tiếp 300.000 đồng, giá chỉ còn 690.000 đồng. Quà tặng cực sốc, một vỉ nướng inox cao cấp vô cùng tiện dụng, ưu đãi chỉ áp dụng trong một tuần phát sóng, hãy nhanh tay đừng bỏ lỡ. Quý vị thân mến, và chúng ta đang cùng nhau đến với những giây phút cuối cùng của chương trình đặc biệt giới thiệu sản phẩm, đó chính là bếp điện quang đến từ thương hiệu Queen House, được giới thiệu trên đài giá số với mức giá cũ là 990.000 đồng. Thế nhưng trong chương trình đặc biệt này sẽ được giảm trực tiếp 300.000 đồng và mức giá chỉ còn là 690.000 đồng mà thôi. Và với mức giá này thì chúng ta còn có nhận được những cái ưu đãi, đó chính là những cái phần quà vô cùng giá trị, vô cùng thiết thực, có cả một chiếc vỉ nướng bằng inox để giúp chúng ta thể dễ dàng là tận hưởng những cái món nướng ngay tại gia đình của chúng ta, rất là tuyệt vời. Quý vị thân mến, mức giá hấp dẫn này chỉ áp dụng trong một tuần phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm tuyệt vời này quý vị nhé. Wow, và nghe những điều mà Hằng Hiếu vừa chia sẻ thì cái bằng tin chắc rằng những chị phụ nữ của chúng ta, những ai yêu thích về cái sự là tiết kiệm nè, không có bị hao tốn điện năng thì sẽ thích lựa chọn cái bếp điện quang đến từ thương hiệu là Queen House. Cho nên là chị Hằng thiết nghĩ là ngay bây giờ có rất là nhiều vị khách hàng đang nhấc máy lên và gọi điện qua tổng đài của Asia Shop để thực hiện cuộc gọi, bởi vì chúng tôi chỉ dành tặng những phần quà hấp dẫn này cho 100 vị khách hàng đầu tiên khi mà nhấc máy lên và gọi điện thoại để đặt hàng sản phẩm này. Hoặc đơn giản hơn, quý vị có thể truy cập trên website asiashop.net.vn để tìm hiểu các thông tin cũng như là đặt hàng trực tuyến. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình đặc biệt giới thiệu bếp điện quang Queen House đã hết. Kim Hằng và Hoàng Hiếu xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị với những sản phẩm khác trên Asiashop.